Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, sáng nay Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách thuộc quận Hải Châu. Đến thăm gia đình đối tượng chính sách trú tại phường Hòa Cường Bắc là mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Thìn, đồng thời là thương binh 3/4, người có công giúp đỡ cách mạng, sinh năm 1928, thương binh 1/4 Lâm Văn Bá, sinh năm 1950, là người hoạt động kháng chiến, bị địch bắt tù đầy, hưu trí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trình bày tỏ sự trân trọng, biết ơn, ghi nhớ sâu sắc những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, thời gian qua thành phố luôn quan tâm đến chính sách, chế độ với những người có công với cách mạng và trong thời gian đến thành phố cũng sẽ tiếp tục thực hiện những chính sách này tốt hơn nữa để các đối tượng chính sách có một cuộc sống được đảm bảo đầy đủ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng chúc những gia đình chính sách có nhiều sức khỏe, là tấm gương để con cháu noi theo, góp phần xây dựng phát triển thành phố giàu đẹp.